Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-595-1841. Gọi ngay MangoTours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345. Từ cà phê sáng sang thời sự thế giới, Thảo Yên và Lê Thái xin gửi lời chào đặc biệt đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Lido Sài Gòn TV. Và chương trình của chúng tôi đang được phát hình live trên băng tần 26.10 ở miền Nam Cali, 16.11 ở miền Bắc Cali và 27.6 cho vùng Houston, Texas. Chương trình của chúng tôi cũng đang được livestream trực tiếp trên lidosaigontv.com. Quý vị có thể ấn like và subscribe trên YouTube và Facebook của đài để mà theo dõi những chương trình nào mà chúng ta bỏ lỡ cũng như là xem livestream của YouTube trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì gửi lời chào đến quý vị và gửi lời chào đến Thảo Yên. Dạ vâng, xin chào Lê Thái và xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trước khi Lê Thái bắt đầu phần tin tức thì xin nói sơ qua về thời tiết của ngày hôm nay. Buổi sáng trời tiếp tục có nhiều mây và rất là âm u, cho nên đến trưa đó hôm nay cao nhất nhiệt độ cũng chỉ có khoảng 72-73 độ thôi. Gió thì bữa nay 8 giờ đến 9 dặm một giờ. Và thời tiết cái nhiệt độ như thế này đó thì nó giữ qua luôn cho đến khoảng thứ hai tuần sau, nhưng mà bắt đầu từ thứ ba trở đi thì quý vị thấy nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ. Từ thứ ba tuần sau đó có thể trung bình là từ 75 độ trở lên, thưa quý vị. Chúng tôi tiếp tục cập nhật đến quý vị tình hình tài chính kinh tế của thế giới cũng như Hoa Kỳ trong ngày hôm nay. Sau 3 ngày giảm hơn 1.000 điểm liên tục của Dow Jones thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng chỉ số Dow Jones bắt đầu tăng lên, nhích nhẹ lên, khởi sắc trong ngày hôm nay. Tăng lên 0.14%, tương đương là 54.93 điểm. Dow Jones hiện nay là 38.166. Thị trường của Mỹ cũng vừa trải qua một cái tuần khó khăn, thưa quý vị, vì cái chỉ số Dow Jones giảm quá nhiều. Cái đà tiêu cực nó vẫn kéo dài cho đến hết ngày hôm nay, và chúng ta không biết rằng là với cái chỉ số này nó vẫn còn giữ được ngày hôm nay không. Riêng á, trong ngày hôm qua thì Dow Jones đã đóng cửa thấp hơn là 331 điểm, tương đương là 0.9%. Riêng chỉ số S&P ngày hôm nay vẫn tiếp tục giảm là 0.56%, tương đương là giảm 29.4 điểm. Hiện nay S&P là 5.206. Nasdaq thì hôm nay cũng giảm mạnh, thưa quý vị, giảm đến 1.33%, tương đương là giảm 222 điểm. Nasdaq hiện nay là 16.510 điểm. Các nhà đầu tư thu thập được những cái kết quả mờ nhạt từ công ty Salesforce, thưa quý vị. Người ta đang rất là lo lắng bởi vì cổ phiếu của cái công ty quản lý quan hệ khách hàng này đã giảm là 19.7% sau khi mà người ta báo cáo những cái doanh thu sụt giảm và hạ thấp kỳ vọng cho năm tới, đánh dấu những cái ngày tồi tệ nhất trong hai thập kỷ vừa qua. Riêng cái giá dầu ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục giảm, giá ga giảm và giá vàng cũng giảm tiếp tục. Công trái phiếu 10 năm cũng giảm trong ngày hôm nay. Điều xảy ra là trong một ngày hôm qua, ngày thứ năm, thưa quý vị, thì rất là nhiều điều tồi tệ đối với thị trường mà rộng lớn của Hoa Kỳ cũng như thế giới. Với tất cả là 11 lĩnh vực của S&P 500 thì cũng đóng cửa ở mức thấp hơn. Chỉ số Dow giảm 300 điểm, chủ yếu là do cổ phiếu của những cái hãng khổng lồ sản xuất chip như là Nvidia giảm giá và kéo theo các cổ phiếu công nghệ lớn cũng giảm theo. Cái sự suy thoái trong tuần này cũng được thúc đẩy bởi một loạt cái yếu tố, bao gồm những cái việc mà người ta thu nhập và dữ liệu kinh tế nó tốt hơn mong đợi. Trái phiếu cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt khi mà chúng ta lo ngại về lạm phát gia tăng và sau những cái cuộc đấu giá kho bạc yếu kém vào cuối ngày thứ tư vừa qua, thì công trái phiếu 10 năm hiện nay cũng đang giảm tiếp tục. Dữ liệu kinh tế mạnh cũng sẽ khiến cho những cái nhà đầu tư, người ta sẽ cảm giác người ta lo ngại hơn. Một cái dấu hiệu của một cái nền kinh tế mạnh hơn có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ cái lãi suất cao hơn trong cái thời gian dài hơn, khi mà cơ quan này nỗ lực giảm lạm phát trong cái thời gian qua. Riêng S&P 500 kết thúc ở mức cao hơn trong 23 trong số 30 tuần vừa qua, đánh dấu kỷ lục chung từ năm 1989. Dữ liệu kinh tế mới trong ngày hôm qua, thưa quý vị, cũng cho thấy rằng là tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ trong quý đầu tiên được điều chỉnh thấp hơn là từ 1.3% cho đến 1.6%, và tiêu dùng cá nhân cũng đang chậm lại và có dấu hiệu cho thấy rằng cái tốc độ
tăng trưởng kinh tế cũng đang chậm lại. Điều mà những cái nhà phân tích người ta coi đây là một con dao hai lưỡi, khi mà nó lạm phát thì đang giảm, nhưng mà cái sức mua của người tiêu dùng cũng đang giảm. Nhưng mà đây chỉ là những cái hình thức mà chúng ta thấy là ở trên mặt báo mà thôi, nhưng thực tế thì nó lại khác. Riêng chúng ta thấy là mọi con mắt đang đổ dồn vào công việc mà người ta công bố chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 4 vừa qua. Và cho đến hết tháng 5 này thì hy vọng rằng thì lạm phát sẽ tiếp tục giảm để chúng ta có thể là có một cái nền kinh tế ổn định hơn. Mời Thảo Yên với là những bản tin tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì kết quả của cái phiên tòa ở tại New York luận tội ông Trump là bởi vì muốn che giấu cái chuyện ông đã bỏ ra một cái số tiền bịt miệng nữ diễn viên phim khiêu dâm bà Stormy Daniels cho cái chuyện mà năm 2016 ông có quan hệ tình dục với bà đó. Thì để mà che giấu cái chuyện đó, ông đã làm giả hồ sơ kinh doanh. Thì phiên tòa diễn ra trong suốt thời gian qua, vào ngày hôm qua đã có kết quả khi mà bồi thẩm đoàn đã kết án ông tổng cộng có tội cho 34 tội, tất cả những cái tội mà công tố viên truy tố ông. Thì cái chuyện này cũng đánh dấu ông là cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ bị kết tội hình sự, thưa quý vị. Tuy nhiên, ngay lập tức như quý vị thấy, bước ra khỏi phiên tòa thì ông vẫn tuyên bố là ông không có tội, và ông chỉ trích từ ông thẩm phán cho đến cả bồi thẩm đoàn và gọi đây là một cái phiên tòa bất công nhất ở trong lịch sử, và ông nói là ông đang bị trù dập. Thì đương nhiên khi mà chĩa mũi dùi về phía ông thẩm phán của phiên tòa này, ông Juan Merchan, thưa quý vị, thì phía luật sư của ông Trump đương nhiên họ có cái lý do họ nói như vậy, tại vì họ phát hiện được là vào năm 2020 đó, ông Juan Merchan đã giống như là quyên góp tiền cho chiến dịch tranh cử của ông Biden, mặc dù cái số tiền rất là nhỏ, chỉ có 2 lần thôi, tổng cộng có $35 thôi. Tuy nhiên, cũng cho thấy là ông Juan Merchan là ông ủng hộ cho phía chiến dịch tranh cử của một ứng viên của đảng Dân Chủ. Rồi trong khi đó, phía con gái của ông Juan Merchan cũng bị tìm thấy là cô làm việc với một cái công ty chuyên làm việc với những cái chiến dịch tranh cử của các ứng viên của đảng Dân Chủ. Thì cho thấy là cả gia đình ông Juan Merchan này là họ theo đảng Dân Chủ, thì phía ông Trump nói như vậy. Cho nên chính vì vậy mà bên phía ông Trump nói là ông Juan Merchan đáng lý ra không đủ tư cách để mà nhận xét xử cái vụ án này, bởi vì ông đã không hề có cái quan điểm trung lập khi mà bước vào cái vụ án. Rồi chưa kể, phía luật sư của ông Trump họ cũng chỉ trích chuyện ông Juan Merchan không cho phía bên ông Trump được chuyển phiên tòa ra khỏi Manhattan, New York. Quý vị cũng biết là cả cái New York là một cái tiểu bang của Dân Chủ. Phía ông Trump đã nhận được có khoảng 6% phiếu bầu của cử tri vào năm 2020 mà thôi. Cho thấy thì phía ông Trump họ lập luận là tất cả cử tri ở đây là theo đảng Dân Chủ. Thì đương nhiên cái quá trình mà chọn ra những cái người làm bồi thẩm đoàn thì toàn là những người Dân Chủ, thì làm sao mà họ khách quan được để mà đi luận tội ông Trump, trong khi là ông là một người của đảng Cộng Hòa mà rất nhiều cử tri của đảng Dân Chủ ghét ông Trump. Thì đó là tất cả những cái phía lập luận bên ông Trump, họ nói là từ đầu cho đến đuôi là ông Trump đã không nhận được một cái phiên tòa công bằng, cho nên cái kết quả này là họ cũng giống như là expect nó là như vậy rồi, thưa quý vị. Thì ngay sau đó, gần như chắc chắn là phía luật sư của ông Trump sẽ kháng cáo, họ có khoảng 30 ngày, thưa quý vị, để mà nộp hồ sơ cho ông thẩm phán biết, và từ đó họ bắt đầu có 6 tháng để mà chuẩn bị cho một cái phiên tòa kháng cáo để mà hoàn tất các hồ sơ. Thì bây giờ cái câu hỏi mà mọi người đặt ra đó là liệu ông Trump có ở tù hay không. Thì thưa quý vị, thứ nhất đầu tiên, ông Trump ổng bị truy tố cái tội đó là làm sai lệch tài liệu. Thì thường đó, đây là một cái tội rất là nhỏ. Xin lỗi quý vị. Và cái hình phạt cho cái tội mà làm sai liệu tài liệu, làm giả tài liệu đó, thì thường thứ nhất là chỉ bị probation, quản chế, hoặc là phạt tiền. Mà nếu như có ở tù đi nữa đó, thường là tại vì những cái đương sự mà phạm cái tội này trước đó là họ đã có tiền án cho những cái tội khác rồi.
riêng ông Trump trước giờ chưa hề phạm tội gì cả, cho nên có thể nói là cái chuyện mà ông ở tù đó nó cũng khá là cái khả năng đó nó cũng rất là ít. Nhưng mà trong cái vụ này của ông Trump đó thì ông lại bị truy tố là trọng tội làm giả tài liệu, nhưng mà để che giấu cho một cái tội hình sự khác, cho nên là cái mức độ nó sẽ nặng hơn thưa quý vị. Đó là phía ông công tố viên Alvin Bragg đó, ông nói là ông Trump làm giả những cái tài liệu đó để mà âm mưu vi phạm, làm sai lệch cái kết quả bầu cử của năm 2021. Xin lỗi quý vị, cho nên cái mức án của mỗi một cái tội làm giả tài liệu trong lần này của ông Trump đó, nhẹ nhất là có thể 1 năm, mà nặng nhất có thể là 4 năm, cho tổng cộng 34 cái tội. Chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.